Ok các bạn, bây giờ Quang Dương đang mình đang ngồi ở đây đợi một chút xíu nữa sẽ vô làm rồi. Có lẽ là mình sẽ nấu, mình sẽ bán ở đâu trong mấy cái tiệm quán này nè. Thì ở đây ngoài trời nha, mình đang ở cái Ballpark Stadium là cái sân động viên chơi thể thao, chơi baseball đó. Thì mình tới hơi sớm, thì bây giờ các bạn thấy không? Hai đội đang huấn luyện, đang thực tập. Tại vì còn tới 2-3 tiếng nữa mới vô game lận. Bây giờ mới có 4 giờ chiều rồi. Hình như 7 giờ mới bắt đầu game. Thì mình đến đây để mình chuẩn bị thôi. Đó, ngồi ở đây nóng lắm các bạn. Phải đem theo chai nước rồi. Lúc nào cũng phải đem nước theo đó để mình điều hòa cái người của mình không nóng lắm chịu không nổi đâu. Thì mình đã đến đây rồi nha. Ở ngoài đằng trước, ngoài kia là họ đang có cái event đó, rất là lớn. Thì ngoài đó họ sẽ chơi ngoài đó. Còn mình ở trong đây mình làm việc rồi cũng coi mấy cái game họ đang chơi đây nè. Đây là cái game lớn nhất tối nay nha. Thì bắn pháo bông đó, nó sẽ tổ chức ở đây. Ok, bắn pháo bông là ngay chỗ ở trong cái sân này luôn. Mấy tuần trước mình có đến đây mình làm cái ngày lễ Memorial Day là lễ tưởng niệm của chiến sĩ á. Thì mình có đến đây lúc bữa ngày đó thì ở đây có cái game thì mình cũng vô đây mình làm. Thì sau cuối ngày tối họ bắn pháo bông quá trời luôn, bắn pháo bông ở trong cái sân động viên này nè. Sân động viên này mình cũng đến mấy lần rồi, các bạn thấy không? Cái cảnh giống y chang như mấy lần trước mình tới đây mình làm rồi mình quay phim á, thì cũng giống vậy thôi. Nhưng mà lần này mình sẽ ráng cố gắng làm sao mà lúc mà bắn pháo bông hay sao mình ra ngoài đây mình quay được một chút xíu, quay được khán giả cho các bạn xem. Khán giả rất là nhiều nha. Mỗi lần có cái game nào mà lớn lớn ở nước Mỹ thì lúc nào cũng đông, đông đông khán giả lắm. Mười mấy ngàn người rồi không à, mấy chục ngàn người không à, đông lắm. Cái game cái chỗ Boston, cái chỗ ở trong cái Ballpark Stadium này, sân động viên chơi baseball thì không có nhiều ghế như là trong football. Trong Panther football là mình cũng làm nó luôn. Panther là cái nón mình đang mang đang đội này. Đó, nón mình đang đội là cái hiệu nhãn hiệu của con Panther đó, là con beo đen á, là cái đội football lớn ở đây á. Ở đây thì có Panther là đội football, rồi có Hornets là đội basketball, và đội này là đội baseball, là đội Knight. The Knight là baseball nè. Thì cái sân này nó nhỏ hơn cái sân nó cũng bằng với sân basketball đó, là bóng rổ á, với lại nhưng mà nó nhỏ hơn cái sân chơi football. Sân football lớn lắm, sân football gấp mấy lần sân này luôn á. Các bạn ai cũng biết football mà ha, nhưng mà rất là ít người, cũng không nhiều người biết. Nói bên Việt Nam là không ai biết về baseball nhiều đâu, đúng không? Là banh gì nè mình quên tên rồi, nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu mà. Banh trượt hay sao đó, tại vì mấy người họ chơi này họ đánh cái trái banh bằng cái cây, xong họ chạy rồi họ trượt tới những cái base này nè. Những cái vị trí nó có 3 vị trí rồi xong họ đi về nhà. Cái base thứ nhất, xong cái base thứ nhì, xong cái base thứ ba, rồi họ chạy về nhà luôn. Có nghĩa là họ đánh cái banh xong á, rồi nếu mà không ai chụp á thì ok. Không biết mình có quay cái video này giải thích cho các bạn cái môn thể thao này chơi như thế nào hay không. Hình như là mình có giải thích rồi, thì các bạn coi những cái video lần trước mà mình quay mà mình đi làm ở trong đây nè, thì mình có quay cái video đó thì mình có nói sơ sơ về cái môn thể thao này lúc mà họ chơi, cái quy luật của họ, cái luật lệ của họ chơi á, thì các bạn tìm hiểu thêm đi nha. Ở đây mình muốn làm cái video ngắn để cho mình làm video của mình thôi, thì mình không có quay nhiều lắm. Đại khái là chỉ quay video lúc mình đến đây mình làm, rồi mình cho các bạn xem thấy mình làm cái ngày lễ lớn đó,
ở trong cái sân động viên nó như thế nào thôi, và nó có bóng pháo bông tối nay như vậy thôi. Ok các bạn, tối nay gặp tiếp nha, bye bye. Đông quá các bạn ơi. À, The Knight thắng rồi nha. Đội sau đó mình thắng rồi đó. À, sao mấy điểm đây coi. Không biết mấy điểm luôn, nhưng mà nghe nói là đội Knight thắng 4-6, bên kia có 2-7 à. À, đội Knight thắng The Bull nha. Quá trời người luôn. Các bạn thấy không? Đông người luôn. Bên kia nè, chuẩn bị đốt pháo bông bây giờ nè. Khoảng tối chút xíu rồi đốt pháo bông á. Bây giờ là mình vừa mới ở trong đó tính tiền bán đồ, đông quá trời khách luôn. Bận ơi là bận luôn, bây giờ mới có việc đi ra ngoài nghỉ chút xíu, đi restroom này nọ. Bây giờ ở ngoài đây thì người ta vẫn còn ăn uống chơi, ngồi coi game. Mình ra đây một chút, mình coi như thế nào. Nghe nói mình thắng rồi. Đội Knight, đội chiến sĩ đã thắng rồi. Thì đông quá, kẹt cứng luôn, không có chỗ đi luôn. Đó, bên kia nó kìa, quá trời người luôn. Nói chung lại là đông lắm, mấy chục ngàn người có ở ngoài nữa. Ở ngoài người ta đang chơi, có event ở ngoài sân chơi này, có cái event lớn lắm. Gần tối rồi nhưng mà rất là nhiều người ở ngoài đó. Đang ngày July 4, lễ July 4 thì nguyên cái phố này rất là đông người. Phố Charlotte, North Carolina mình đang ở. Và bây giờ cũng gần sắp tối rồi, thì mình đi nghỉ ngơi chút xíu, mình đi vòng vòng, đi restroom rồi uống nước. Rồi sẵn đi một vòng để mà mình quay cho các bạn xem một chút xíu về cái game baseball này nha. Thì cái game baseball nó vừa mới xong rồi. Bây giờ không có thấy ai hết á. Mình không có thấy mấy người chơi nữa, không có thấy mấy người chơi banh nữa. Hai đội xong chơi xong rồi. Bây giờ thì chuẩn bị ca hát nhạc rồi đốt pháo bông. Đó. Ok, bây giờ mình đi chút nữa gặp, nếu mà đốt pháo bông mình quay được thì mình sẽ gặp quay tiếp nha. Ok các bạn. Thank you.
Thanks to News Talk 1110 WBT 107.9 The Link, and of course the Charlotte Knights. We are ready for some fireworks. I can now turn it over to the big voice in the sky. Yeah. Oh! Welcome to Sky Show 2018, produced by News Talk 1110 WBT. And the Charlotte Knights. Sky Show is presented by Click Sky Show! Division of the Governor's Highway Safety Program. WPT 107.9 The Link and 102.5 FM, 610 AM WFNZ. Tonight's fireworks are made possible by Fox 46 Charlotte. Today, July 4th, is referred to as Independence Day, a day where our freedoms are elevated and celebrated. That recognizes the history of this great country. Our country is protected each day by our five branches of the military: the Army, Navy, Air Force, Marines, and Coast Guard. That freedom has a cost, and we honor the men and women who provide it to us and protect us each day. Today, we display our country's colors, salute the flag, and celebrate America. So watch as we light up the sky with the greatest fireworks display in the nation. WBT Sky Show 2018 starts now. Thank you.
Independence Day. Firework. I recorded 9 minutes and it's gone. I can't find it in my camera anymore. It's just last two. Oh, there's some more right here. Happy July 4th. Oh, there it is. There's some more fireworks. Fireworks been going on for like 30 minutes. I recorded like 10 minutes and it wasn't recording my phone. Now I have to record again. Mình quay bắn pháo bông khoảng nửa tiếng luôn á. Cái xong cái phone nó bị cái gì á, rồi mình mất luôn. Cái mình quay 10 phút nó mất luôn. Bây giờ phải quay lại nè. Hên quá, bây giờ pháo bông. Luckily they still doing fireworks after 30 minutes. Wow. Happy July 4th. Happy Independence Day!
Happy July 4th! Wow! Fireworks been going on like 3 minutes. The fireworks been going on like 30 minutes already. Woohoo! Quay, mình quay coi pháo bông hơn nửa tiếng rồi, vẫn còn bắn pháo bông hơn nửa tiếng rồi. Quá trời. Wow. That's a long fireworks. Bắn pháo bông lâu thì thôi luôn đó nha. Look at them bombs. Wow, thấy bom quá trời luôn. All them bombs. Wow, atomic P-52. Hơn 30 phút bắn pháo bông. Còn nữa, still some more.
More fireworks. Okay, that's enough for me. All right. I'm going back. Going home. Đi về. Đứng đây coi bắn pháo bông hơn nửa tiếng rồi. I've been standing here watching fireworks over 30 minutes already. Time to go home. It's been an amazing night. Một đêm rất là vui. Đẹp, quá đẹp luôn. Beautiful fireworks. Independence Day, lễ độc lập của Mỹ, USA. Right here at BB&T Ballpark, Charlotte, North Carolina, July 4th, 2018. Bombs! Khói mịt mù luôn. Smoke all over this town now. Khói mịt mù ở thành phố luôn. Woohoo!